Vậy là chiếc đèn thì cũng như video trước là chúng ta đã xem là lắp đặt là đã ok nhá. Thì bây giờ bước tiếp theo thì hôm nay tôi sẽ thực hiện là sẽ đấu nối điện và test thử xem là độ sáng của chiếc đèn cũng như là độ cân của cái đèn nó đã ok chưa. Thì sau đó thì mình mới bắt đầu là đi tiếp cái bước là hoàn thiện kế tiếp để cho nó được chỉn chu và được hoàn mỹ hơn anh em nhá. Và đây mình sẽ cùng anh em vào trong khán phòng trong nhà, tôi sẽ đấu nối cái phần đèn cho sáng. Ở đây là cái đèn của chiếc xe đây anh em, đây là cái đèn. Thì bây giờ là mình sẽ nghiên cứu, mình tìm xem cái đầu dây nào là cái đầu dây của từng bóng một nhá. Đây là một cái rắc chung, rắc này rắc tổng chung. Thì ở phía sau này nó có nhiều rắc lắm, nó có rất nhiều rắc. Ở đây là một rắc cóc, chẳng rắc này rắc để xi nhan, chắc đây rắc xi nhan. Và đây là rắc bi cầu anh em nhé, đấy rắc bi cầu. Và đây là chắc là cái rắc này là để điện pha cốt đấy. Cái rắc trên này thì là nó có 3 dây, chắc là pha cốt. Và đây là cái rắc pha bóng sợi đốt đấy, nó có gồm 3, 1, 2, 3, 4 cái rắc con mà nó vào một cái rắc tổng đây anh em. Đây bây giờ mình sẽ phân biệt làm sao nó ra được các cái rắc từng của bóng một nhé. Để phân biệt nó ra thì theo như mình thì đây này, cái mình đoán này nhá, suy đoán thôi nhưng mà có thể là đúng. Mình bây giờ mình lấy một dây đen này. Cái đen thường là nó là âm và xanh, thường nó là đen, xanh đậm, xanh nhạt, xanh lam ấy là thường là đen. Còn cái màu là vàng, đỏ, trắng, nâu hoặc là ghi thì là thường là nó hay có biểu tượng cho cái màu nó là dương ấy. Đấy thì mình phân biệt từ ở đây ra, mình phân biệt từ ở đây ra nhá. Từ ở cái rắc này thì mình thấy đây cái dây vàng và cái dây xanh, thì chắc chắn là dây xanh nó sẽ là cái dây âm đúng không. Dây vàng thì nó bắt lên đây, đây là nó nằm đây đấy. Và dây đỏ thì là đây, nó xuống cái xi nhan thì đây xi nhan là dây đỏ nhá. Và đen nhá, đen một rắc đỏ một rắc đen thì mình phân biệt thì nó lên đây thì là chắc chắn là nó sẽ âm trên đây rồi đúng không. Đấy và cái rắc tiếp theo là rắc bi cầu, đây rắc bi cầu này, đây là nó có hai rắc, hai dây, một dây màu trắng, một dây màu xanh lá cây, thì là nó cũng là nằm ở trên đây khu vực đây. Thì bây giờ mình sẽ đoán nó ra đây là được cái dây âm. Và tiếp theo là cái cụm này, thế cái cụm này là nó ba dây nhưng mà nó có một rắc dây màu xanh nõm chuối nhá, xanh nõm chuối ở giữa này. Đấy thì là nó sẽ lên đây, thì mình đoán là nó là âm tất cả ở đây rồi. Đấy nó là âm là hết nhá. 1 2 3 4, 4 dây âm anh em ạ. Thì mình sẽ đoán là nó nằm trên đây rồi. Thì bây giờ mình sẽ đấu cái rắc lại với nhau nhá. Mình đấu là thành một mối, nó là âm đi. Thì bây giờ là mình cũng đã chuẩn bị cho một cái đầu rắc dây màu xanh để từng biểu tượng cho cái màu âm nhá. Nó là âm đi. Đấy xanh là âm đi, nhưng mà ở đây cái đầu này mình có cho thêm mấy cái tổ bằng cao su này để cho nó bị không bị tiếp xúc chung với nhau giữa cái dương và âm. Nếu mà hai cái tất tiếp xúc lại với nhau nó sẽ chập, nó sẽ trái bóng. Cầu dây trắng mình sẽ chọc cực trắng này. Đấy anh em thấy chưa, là bị cầu là sáng này nha. Đấy bị cầu sáng này. Đấy bây giờ mình cứ test thử ra tí lắp, chúng ta sẽ ra ngoài xe quan sát sẽ hơn. Đấy bị cầu là sáng này. Và tiếp theo cái dây pha này, mình sẽ tìm cái pha màu gì này. Cái pha là dây màu vàng, pha màu vàng anh em nhé, màu vàng, mình cắm màu vàng. Đấy anh em thấy chưa, sáng luôn nhá. Đây là pha sợi đốt nhá. Đấy sáng luôn này. Và tiếp theo là mình sẽ đi tìm cái dây dây màu đỏ là cái dây đèn xi nhan này đi đúng không? Mình đoán là xi nhan. Đấy, đây xi nhan đã sáng. Đấy và tiếp theo bóng này bóng gì vậy? Xi nhan. Và còn một cái rắc là ba dây này, cái một màu
màu nâu và một màu hồng sọc đỏ. Thế bây giờ mình sẽ chơi vào cái màu nâu, màu hồng sọc đỏ là nó sáng bóng nào. Tại vì cái này mình không biết là nó nằm ở đâu. Nâu. Đây, đây là cái gì? Sáng bóng nào. Hồng sọc đỏ. Cái nâu với cái hồng đây màu nâu anh em, màu nâu với cái màu hồng à, sọc tím à, cái này nó là cái gì mà không thấy sáng rồi. Âm rõ ràng là màu xanh rồi, âm mình lấy màu xanh rồi, không thấy sáng rồi. Đây là pha bi cầu, pha xi nhan, cái này là cái gì mà không thấy sáng rồi. Dây này là đầu dây có 3 dây, cái này thì mình cần phải có sự chuyên gia. Đây anh quan sát rõ này. Một cái dây màu xanh bóng chuối này và một cái màu hồng sọc tím và một màu nâu. Thì không biết cái màu cái này là cái gì. Cái cụm này cụm gì mà mình không thấy bóng nó bắt đầu nhỉ? Phải chăng cái này cái cảm biến là cái gì không? Cụm này cụm cảm biến là cụm gì nhỉ? Đây anh có cái lỗ. Đây vào không biết là nó ở đâu này. Cái này là mình cần sự chuyên gia, cần sự tư vấn của anh em thêm đấy. Đây phần này hơi khó. Rồi thì bây giờ nó đã là mình đã tìm được bóng pha cốt và bi cầu cũng như là đèn xi nhan. Thì mình cứ tạm thời là mình sử dụng mấy cái đầu dây ra mình lắp ráp trong xe mình thử anh em nhé. Sau đó chúng ta sẽ cần chuyên gia, cần ta phải họ nghiên cứu phần này. Nếu anh em nào biết cái ba cái dây này thì nó tác dụng cái gì thì hãy comment bên dưới video thì mình mới biết thôi nhá. Đây, hãy chia sẻ. Đây là cái phần này là mình chẳng biết. Thì bây giờ mình chỉ có việc là sẽ ra lắp ráp cái bộ này và mình sẽ test cho nó sáng nha anh em nhé. Ok. Ok anh em nhé, mình đã đem ra vị trí để chúng ta chỉ chờ cho nó tối nữa là chúng ta test đèn thôi. Bây giờ thì việc test đèn độ tầm xa cũng như là độ chiếu sáng chuẩn như thế nào thì phải chờ để chờ nó hơi tối một chút nhé. Chứ ban ngày thì test nó không ăn thua đâu. Sự là ngầu này. Đấy. Bi cầu đã sáng và pha đã sáng nhá. Vậy. Nhìn rất là hung dữ anh em ạ, cực kỳ hung dữ luôn. Thật ra là nó có đèn vào nó khác hẳn đúng không? Đấy, bi cầu nhìn sáng. Nhìn trông nó cực kỳ hung dữ. Và cái này khi mình được lên sơn cũng như là chăm chút cho nó kỹ chu đáo đâu vào đấy đi thì chắc chắn là nó sẽ có đường nét, nó cũng rất sáng đúng không? Mình rất ngầu luôn. Đi cầu lên, pha lên, còn xin nhan cái công tắc thì mình chưa thi đấu nha. Đấy, anh em thấy quá hung dữ đúng không? Quá hung dữ luôn. Đèn rất sáng luôn anh em ạ, cực kỳ sáng. Này đang là đèn sợi để đốt nhá. Nó đang đèn sợi đốt anh em ạ. Đấy.
đang đèn sỏi đốt hết. Đây là một chú chim quá hung dữ. Và đây mình dùng một cái bình ắc quy có 30A nên nó hơi yếu, vẫn chưa sáng lắm. Cái này nếu mà bình khỏe thì nó còn sáng hơn cơ. Nhưng mình cảm thấy là như thế này là đủ sáng, cực kỳ sáng. Anh em nhìn thấy nó xoay này, đấy, sáng kia. Buổi tối mà sáng cái này, đúng không? Đây chưa bật pha cốt nhá. Đấy, đang để pha ấy đấy, chưa bật pha cốt rồi. Rồi, video hôm nay thì mình cũng xin kết thúc tại đây nhé. Hẹn anh em video tiếp theo, chúng ta sẽ làm hoàn thiện các phần chi tiết nữa để cho con xe càng ngày càng nổi bật và càng ngày nó càng thể hiện cái sức mạnh của một chiếc siêu xe. Và mình cũng như các video trước mình nói với anh em là nó không qua một phiên bản nào và mình tự pin, tự chế, cho nên là nó cứ từ từ nó sẽ lên từng chi tiết một, nên là anh em cũng đừng vội nhá. Đấy, anh em nhìn, thực ra nhìn mình thấy là nó quá hung dữ anh em ạ, cực kỳ hung luôn đó. Rồi, video hôm nay xin kết thúc ở đây và hẹn anh em video tiếp theo. Bye bye anh em. Get the